Là cái đường bờ kè nha, kè Lý Nhơn. Ở đây có một cái cống nước chảy ra nè mọi người. Đó. Mình mới xuống mới có một cây cần đầu tiên thôi. Đó, nào có cá mình quay cho chú chị và bạn xem luôn. Mấy bên kia là nhà máy xi măng nè. Đến lúc trước mình cũng hay câu á, giờ lâu quá mình cũng chưa có qua mấy bên đó mình câu luôn nha. Bên kia là nhà máy xi măng. Đó. Bên này là cảng nè, cảng Tân Tập nha. Cái đường bờ kè chạy dài nè. Ghe lớn nó chạy ngang nó sóng quá. Đây nha mọi người, mới lên con cá đầu tiên. Con cá chét. À. Còn sống luôn nha mọi người. Nó giật ăn giật quá là giật luôn. Lâu lắm rồi mới dính được con cá chét nha mọi người nè. Đó. Giờ mình sẽ bỏ vô trong cái vỏ nha. Đây nha, có con ốc thì cũng khá lạ luôn rồi nè, ốc luôn nha, anh thử không biết con ốc này ốc gì luôn rồi. Ốc này chắc mình nghĩ là ăn được. Con này cũng to nha, bự hơn con cái mình luôn á. Nó bò vòng vòng nè à, cho nó sống. Đang cầu hai cây nha. Đó. Đây tiếng sóng vỗ. Ở đây có cái cống nè. Nó đang ngồi trên cống. Cây này như dướng lục bình. Rồi kia có cái kia cá nè, nó mới vào ở trong đây nó neo luôn. Đó. Ở nay mình câu mồi tôm với mồi hà nha, tôm sống với mồi hà. Này con hà nó bò ra mọi người. Ở đây hũ hà nè. Đây là trời đang chuyển mây đen mọi người ơi. Ở ảnh sông nước miền Tây. Gì vậy? Ghê. Đó. Đây mình câu một cây nha mọi người nè. Đó. Cá rỉa 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 gì ta. Bên đây một cây nữa nè mọi người. À, nước giờ nó ăn lớn vô, chuẩn bị mình lên phía trên cái bờ kè này mình câu nha. Câu 4 cây. Đây mình câu một cây thôi, có 2 cây chứ. Dướng lục bình nè. Đây là dướng lục bình nè. Cá ăn chỗ này là cá to.
Ở đây là dưới cái lục bình nè mọi người nè, có những lục bình nè. Bây giờ mình sẽ lên nước lớn rồi, chắc bây giờ lên phía bên trên là vừa đó mọi người. Giờ lên phía trên câu nó sẽ im hơn. Bây giờ nước cũng lớn vô rồi. Trời, nó đang chuyển mây đen nha. Nó hơi tối, nó không có sáng mọi người. Có một cầu. Mình bắt đầu giờ lên từ vừa rồi. Ở đây liên cầu cũng khá im luôn. Ở phía bên đó cũng có mấy cái chỗ để câu luôn rồi. Cũng khá im luôn á. Ở bên chỗ nhỏ xi măng đó nè. Cũng có nữa. Đây cũng khá nhiều chỗ câu. Giờ mình giờ lên phía trên nè. Chắc cái gì trời mưa rồi cũng dễ. Dễ nấp rồi. Hiện tại trời đang mưa luôn mọi người. Này mình đang núp ở cái xe đây, có bà kẹt, có cái xe hàng rong nè. Cái đoạn này nhiều người bán hàng rong nè, kiều á, cũng khá im luôn. Này mình mới lên con cá út trắng nữa nè mọi người. Đó. Đây nha mọi người, hiện tại trời nó hết mưa rồi nè mọi người. Đó. Cái mé bên cảng Tân Tập nó còn đang mưa nè. Nó quay cho mọi người xem đó, bên đó nó giờ nó sương mù quá, nó dày đặc luôn, đó là không nhìn thấy gì luôn mọi người. Mấy anh kia bờ nó mất tiêu luôn rồi đó, người ta nó đang mưa nè, nó mưa dài xuống tới khúc dưới kia luôn đó. Khúc bên chỗ An Thế Đông á là trời đang mưa, khúc này thì không có nè, đó nó tầm này nè, trời trời trong rồi, trong lại nha mọi người. Mình câu cá tiếp, mới nước mưa xong giờ mình câu tiếp nha mọi người. Câu ơi, có cá mắm gì không? Ở đây hồi nãy có chiếc xe này cũng đỡ nè. Ở mình núp ở trong chiếc xe này cũng đỡ nè. Chứ mặc áo mưa nó không có ướt. Nó có miếng ở dưới cái quần à. Ra một cây, cây là hai cây nè, ra bốn cây mọi người, à, đây một cây nè, đây có một cây mình đang câu con cá bóng thụng nằm dưới đây nè, đợi nãy giờ mà nó chưa thấy nó ăn nữa, cá thụng cũng khá to luôn, nằm ở phía dưới cái lưới này đó, mọi người thấy nè, đó, cái đầu nó mà đồng đó nó đưa cái đầu lên, đó. Cứ để nó đi. Xuống cái gần này trước đi. Ở đây là cái bờ kè này, câu cũng khá im. Ở đây buổi chiều hôm trước là chưa có người bán, giờ chắc có người dây ngồi chơi rồi đó. Chiều nó bán đồ ăn uống nè. Bên kia nó tạnh mưa bớt cái tự rồi, giờ lên khúc trên này cả. Khúc này bây giờ thấy như rõ nè đó. Khúc bên đây nó mờ nè. Đó, khúc này giờ nó rõ nè mọi người. Ở ngay cảng nè. Cảng khúc ở đây, có khúc đằng kia thì nó bị mờ mờ rồi đó. Nó đang mưa. Ở khúc bên đây giờ nó trong khe luôn rồi. Ngày này nó tối, giờ nó trong luôn rồi mọi người. Mới lên con nữa nè. Đó, út nha. Út trắng. Lên câu ở bà kè nè. Thằng kia nó dướng quá, mình lại khúc này. Con kia khúc này nó đỡ dướng, con kia nó dướng đồ dưới quá. Mới lên con út trắng. Hãy subscribe.
tại mình đang ngồi trên bờ kè nè, nãy cá nó ăn nhiều, giờ sao nó chậm luôn rồi, cá chậm ăn, nước như nó im lại, cá nó chậm rồi, không có chảy. Ở đây có cái xà lan câu câu cát mà. Cá mắm gì im re đâu trời, không thấy gì. Khá đẹp luôn. Ở sông này cũng khá là lớn luôn. Mé chỗ phía sau chiếc ghe nè, là quẹo về là phía bên cửa biển Lý Nhân. Đó, phía sang chỗ chiếc cần câu á, đi thẳng xuống đó, dưới thẳng theo con tầm chỉ nè, là đường nó về bên Tiền Giang. Cá nặng mọi người. Rỉa mình cả út quá. Cà rìa, rìa cà, đó đó. Bên này nè, nguyên dọc luôn. Chưa đấy, cái móng vàng đây, cá nó quận quá trời luôn rồi, toàn là cá đói không à, cá nó ăn nữa rỉa không. Cây nè, nó có cái ốc nha mọi người, ốc nữa tiếp tục là cái ốc. Ốc vàng nha, bây giờ mình sẽ bán ảnh đó để nó đâm. Bên nó bàn ảnh luôn,
khỏe lắm, nó đâm vô tay nữa. Gần như nó im quá mọi người. Đây gần, đây gần, đây gần nó cá chậm ăn quá.